iPhone 12 Pro Max với Galaxy S21 Ultra, điện thoại nào có độ phân giải màn hình cao hơn? Samsung Galaxy S21 Ultra. Điện thoại nào có tần số quét màn hình cao hơn? Tiếp tục là Samsung Galaxy S21 Ultra. Điện thoại nào có RAM cao hơn? Vẫn là S21 Ultra. Điện thoại nào có camera số chấm cao hơn? Hiển nhiên là S21 Ultra. Điện thoại nào có dung lượng pin cao hơn? Ôi trời ơi, vẫn là S21 Ultra. Vậy nếu hai điện thoại này bằng giá tiền nhau, anh Dương sẽ mua điện thoại nào? iPhone 12 Pro Max. Ok, và ngay phần đầu thì các bạn đã thấy một cái đoạn video khá là vui vẻ của mình đúng không nào? Đấy, và cái đoạn video đó thì mình up lên một cái channel khác của mình. Và các bạn thấy đấy, ở trong cái video đó thì cái câu hỏi cuối cùng mình có trả lời đó là nếu Samsung Galaxy S21 Ultra mà nó bằng tiền với cả iPhone 12 Pro Max thì mình sẽ lựa chọn chiếc điện thoại nào? Đơn giản, nếu mà bằng tiền nhau thì mình sẽ lựa chọn cái iPhone 12 Pro Max. Nhưng đó là câu chuyện của khi mà hai chiếc điện thoại này bằng tiền nhau. Còn thực ra là bây giờ hai chiếc điện thoại này lệch nhau rất nhiều tiền, nó lệch nhau tận 7 triệu cơ các bạn ạ. Hiện tại thì mình có tham khảo tại website của Cellphonet thì Galaxy S21 Ultra 5G đang còn mức giá là 21.9 triệu. Đấy, cái chương trình hot sale này thì sẽ áp dụng từ ngày 11 cho đến ngày 14 tháng 6. iPhone 12 Pro Max thì đang có mức giá là khoảng 28.9 triệu. Như vậy là hai chiếc điện thoại này lệch nhau 7 triệu. Rồi, thế thì cái câu trả lời của mình là thế thì nếu mà giả sử như bây giờ iPhone 12 Pro Max nó bằng tiền đi với cả S21 Ultra đi. Nhưng mà rõ ràng là ở trong cái đoạn video đầu tiên đấy các bạn xem thì chúng ta thấy là S21 Ultra cái thông số nhá, ví dụ như về RAM này, về tần số quét này, về độ phân giải màn hình này, về cái độ phân giải camera các thứ nữa này, nó đều hơn so với cả iPhone 12 Pro Max cơ mà. Thậm chí là cả pin, cái dung lượng của nó đấy, nó cũng cao hơn cơ mà, về thông số đấy nhá. Thì tại sao mình vẫn cứ lựa chọn iPhone 12 Pro Max, bởi vì mặc dù là cái S21 Ultra này nó hơn, bởi vì cái thông số nó không quyết định xem là điện thoại đó nó thể hiện nó tốt hay không, nó chỉ quyết định một phần thôi. Và chưa bao giờ Apple tập trung vào thông số cả, mặc dù thông số của nó có thể không cao đâu nhưng mà nó thể hiện rất là ổn. Ví dụ nhá, cái RAM của cái iPhone 12 Pro Max này nó chỉ là 6GB thôi nhưng nó thể hiện rất là tốt. Mình sẽ không nói là cái RAM 6GB này nó thể hiện tốt như thế nào so với cái RAM 12GB hay là nó tốt hơn hay nó kém hơn, nhưng rõ ràng 6GB RAM đối với cả một sản phẩm chạy hệ điều hành iOS là quá ổn đối với cả một cái iPhone 12 Pro Max này rồi. Hay là cái camera của nó không cần phải lên tới 108MP, nhưng mà camera 12MP của nó chụp ảnh ở trong cái điều kiện thiếu sáng rất ngon luôn, và cả quay video các thứ cũng thế. Nó cũng không nhất thiết là phải cần lên màn hình 120MP, bởi vì màn hình của nó là ở mức độ đủ dùng rồi, nghĩa là tất cả mọi thứ của nó sẽ không bao giờ cạnh tranh với các hãng điện thoại khác về mặt thông số. Chứ nếu mà chỉ nhìn vào mỗi thông số không thì chắc là chả có ai mua iPhone nữa đúng nào. Thì thông số iPhone đâu có thể cạnh tranh được với cả thông số của các hãng điện thoại Android. Bây giờ với cái việc lệch khoảng 7 triệu thì nó lại là một câu chuyện khác rồi. Rõ ràng thay vì việc mua một cái iPhone 12 Pro Max như thế này thì chúng ta có thể tiết kiệm được 7 triệu để mà đi làm việc khác. Thứ nhất, 7 triệu chúng ta có thể đi làm cái gì đó đấy, thoải mái luôn đúng không nào. Thứ hai nữa đó là 7 triệu cũng thoải mái để chúng ta có thể sắm một cái chiếc điện thoại ngon được rồi. Ví dụ nhá, chúng ta có thể mua một cái Poco X3 Pro quá ngon luôn, làm gì đến 7 triệu đúng không nào. Hay là chúng ta có thể mua Realme Q3 Pro, hay là chúng ta có thể mua Realme GT Neo. Đấy đều là những chiếc điện thoại rất là ngon ở trong cái tầm giá 7 triệu. Hoặc nếu mà bạn bảo là ôi em đã có một cái Android rồi, có cái S21 Ultra này rồi thì em mua thêm điện thoại Android làm gì, thì ok, bạn có thể mua thêm một cái điện thoại iOS luôn. Đấy, 7 triệu thậm chí là bạn có thể mua được một cái iPhone SE 2020 hàng cũ rồi, một cái điện thoại màn hình bé để các bạn có thể sử dụng được. Tất nhiên iPhone SE 2020 thì mình sẽ không mua bởi vì là nó không phù hợp với mình. Nhưng mà mình thấy là nếu mà với cái tầm giá khoảng 7 triệu mà các bạn muốn mua màn hình bé nhé, muốn mua màn hình bé thì có thể cân nhắc. Chứ còn nếu mà các bạn mua về làm một chiếc điện thoại chính duy nhất thì không. Đấy, rồi. Đấy, nghĩa là 7 triệu chúng ta có thể mua thêm được một chiếc điện thoại khác. Thế thì ở đầu video ấy, các bạn có thể thấy là rất nhiều những điểm mà S21 Ultra nó hơn so với cả iPhone 12 Pro Max về thông số. Tại sao người dùng người ta vẫn cứ lựa chọn iPhone 12 Pro Max nhiều hơn? Ở Việt Nam chắc chắn người ta sẽ lựa chọn iPhone 12 Pro Max nhiều hơn ấy. Mình không cần phải quan tâm đến việc là mấy ông ở thế giới mấy ông ấy sử dụng cái gì, đấy là việc của các ông ấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc chắn iPhone 12 Pro Max đang có doanh số bán tốt hơn là Galaxy S21 Ultra đấy. Thế tại sao lại như vậy? Vì thứ nhất, mình nghĩ là cái lượng khách hàng trung thành của các sản phẩm Apple là rất lớn, lượng khách hàng trung thành, và có những khách hàng ấy thì họ
không cần quan tâm đến những cái điện thoại khác đâu. Họ chỉ quan tâm đến iPhone rồi, bởi vì họ đã dùng quen rồi. Cái câu nói là ôi, chị dùng quen iPhone rồi, hay là anh dùng quen iPhone rồi, hay là em dùng quen iPhone rồi, rất nhiều người bạn hay là người nhà của mình đã gặp cái câu nói này rồi. Người ta đã dùng quen rồi, người ta không muốn chuyển sang, người ta không muốn thay đổi cái thói quen của họ đấy. Và còn tất nhiên lượng khách hàng trung thành lớn thì cũng phải chất lượng sản phẩm nó phải tốt nữa chứ. Còn nhiều bạn người nói là ôi ôi, thế thì anh Dương nói là chất lượng sản phẩm iPhone tốt, thế thì Samsung không tốt à? Không không, mình không nói là Samsung không tốt, Samsung cũng rất tốt, nhưng rõ ràng iPhone phải có chất lượng tốt thì người ta mới trung thành như thế. Cho mình nói luôn chứ, chất lượng sản phẩm mà không tốt á thì chỉ được vài ba bữa thôi là người ta hết trung thành ngay. Đấy là mình đảm bảo với các bạn. Đấy, tiếp tục nữa nào. Nếu các bạn để ý thì iPhone 12 Pro Max đang giữ giá hơn là Samsung Galaxy S21 Ultra đấy. Rõ ràng rồi, S21 Ultra cái thời điểm đầu giá niêm yết của nó lên tới 31 triệu cơ mà. Thế xong sau đó trừ quà các thứ đi nó vẫn còn khoảng hơn 25 triệu. Bây giờ các bạn thấy đấy, còn 21 triệu 9 thôi. Còn iPhone 12 Pro Max thì sao? Đấy, giá niêm yết thì là 32 triệu 9. Nhưng mà mình nhớ là cái thời điểm đầu lúc mà mình mua lúc mà mình xem giá ở Sellnet các thứ thì nó cũng chỉ loanh quanh tầm khoảng hơn 30 triệu thôi. Đấy, thì bây giờ nó cũng chỉ giảm khoảng hơn 1 triệu thôi, còn có khoảng gần 890 thì coi như là gần 29 triệu đấy nhá. Nghĩa là cái biên độ giảm giá của cái iPhone này nó rất là thấp này. Người ta mua iPhone cũng có thể về cái hệ điều hành. Đấy, mình bây giờ thì mình nói luôn đấy là iPhone cập nhật hệ điều hành lên thì hệ điều hành iOS nó không ổn định như ngày xưa nữa đâu. Đấy, nhưng được cái là nó sẽ được cập nhật hỗ trợ rất là lâu dài. Đơn cử như là cái iPhone 6S kìa, nó đã chạy tới 7 hệ điều hành iOS rồi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, tiếp tục nữa nào. Người ta sẽ lựa chọn mua iPhone vì đơn giản là nó có nhiều phụ kiện đi kèm. Tất nhiên bây giờ nhiều bạn lại nói mình là ôi dồi ôi, ông Dương lại thời kỳ đồ đá rồi. Bây giờ người ta mua phụ kiện, người ta lên Shopee hay là lên Tiki Lazada, người ta mua cái phụ kiện của S21 Ultra đầy chứ. Đúng, mình công nhận với các bạn. Nhưng mà có nhiều người, người ta lười đặt ở trên Shopee, Lazada, Tiki thì sao? Hay ví dụ như mình, mình đi mua ốp lưng, mình nói thật chứ, mình cứ đi ở trên các cái cửa hàng này, mình tiện cửa hàng nào thì mình rẽ vào đó. Hay là đơn giản là mình hay ra chợ Phùng Khoang hay ra chợ Xanh các thứ, mình mua ốp lưng cho nó nhanh. Đấy, nhà mình gần những nơi như vậy mà, kiểu như thế. Thì rõ ràng là lựa chọn mua phụ kiện đi kèm cho iPhone nó rất nhiều luôn. Các bạn nữ có thể mua đến ốp lưng con gấu, con thỏ, con mèo, con gấu, nói chung là đại loại là rất là nhiều. Tiếp tục nữa, người ta sẽ mua iPhone vì thương hiệu. iPhone không sản xuất điện thoại giá rẻ, trong khi đó thì Samsung vẫn sản xuất những điện thoại giá rẻ, kiểu như dòng M này đấy, là vẫn là điện thoại giá rẻ chứ. Hay ngày trước chúng ta có dòng Z các thứ nữa, thì Apple là không sản xuất điện thoại giá rẻ. Còn những cái điện thoại mà chúng ta nghĩ rằng là điện thoại giá rẻ của Apple ấy, thì giá của nó không hề rẻ đâu. Ví dụ như iPhone 12 mini giá đâu có rẻ, iPhone 10R giá đâu có rẻ, thời điểm nó mới ra mắt cơ, không nói thời điểm nó giảm giá nhé. Đấy, hay là kể cả ngày xưa đấy, iPhone 5C hay iPhone SE 2016 ấy, giá nó đâu có rẻ đâu, đúng nào. Vậy nên là thương hiệu Apple định vị là thương hiệu chỉ sản xuất điện thoại cao cấp. Không nói là cao cấp thì hơi quá, gọi là điện thoại giá cao so với thu nhập người Việt Nam. Vậy là người ta sẽ mua vì thương hiệu nữa. Rồi, tiếp tục nữa nào. Người ta sẽ mua vì hiệu ứng đám đông. Đơn giản là như này, ở trong văn phòng của bạn có 10 người thì đã có 8 người sử dụng iPhone rồi, thì đến người thứ 9 hay người thứ 10 có thể người ta sẽ bị cuốn theo hiệu ứng đám đông đấy. Mình không nói là không mình không nói là chắc chắn là mua đâu nhá, nhưng mà có thể sẽ bị cuốn theo. Đấy, hiệu ứng đám đông. Và thêm một cái điểm nữa đó là có những người, cái nhu cầu của người ta bắt buộc phải cần đến iPhone. Đấy, ví dụ như là mấy đứa em của mình làm đài truyền hình ý, bọn đang sử dụng MacBook. Bọn bảo là bây giờ em phải dùng iPhone để mà ví dụ như sau này em có quay nhỡ đi quay hay là ghi âm các thứ thì em bắn AirDrop cho nó nhanh. Hệ sinh thái đang rất là tốt. Và thêm nữa đấy là cái thu âm. Đấy, bây giờ thì các điện thoại Android nó thu âm nó tốt lắm rồi chứ không như ngày xưa. Samsung thì con này thu âm ngon mà, S21 Ultra thu âm cũng ngon mà, hay thậm chí là bây giờ những điện thoại Xiaomi thu âm cũng rất là ngon. Nhưng mà có những người, người ta vẫn thích cái kiểu thu âm của iPhone hơn. Thực sự là như vậy, cái giao diện các thứ. Và các bạn thấy đấy, ở trên TikTok hay là ở thời điểm đầu kênh Dương Dê lúc mới lập ra, mình chỉ có dùng iPhone để thu âm, mặc dù mình biết rất nhiều điện thoại Android khác thu âm tốt hơn, nhưng cái sự tin tưởng, cái sự quen rồi. Đấy, nó là cái yếu tố để người dùng, người ta lựa chọn mua những sản phẩm iPhone, nó là như vậy. Rồi, nhưng mà cuối cùng trước khi kết thúc video này thì các bạn cho mình hỏi một câu nhé. Nếu hai chiếc điện thoại này bằng giá tiền nhau, các bạn sẽ lựa chọn điện thoại nào? Còn hiện tại hãy chú ý rằng iPhone 12 Pro Max đang đắt hơn Galaxy S21 Ultra tới tận 7 triệu. 7 triệu đó các bạn có muốn mua iPhone các bạn muốn mua Galaxy S21 Ultra để cho tiết kiệm hay không? Hay là 7 triệu đó các bạn sẽ dùng vào việc mua thêm một cái điện thoại nữa, hay là mua thêm những bộ phụ kiện nữa, thì cũng có thể để lại comment nhé. Bây giờ mà 7 triệu mua phụ kiện thì mình nói luôn đấy là mua được một cái Huawei Band 6 này cộng với một cái FreeBuds 4i giá cứ tầm 3 triệu một combo đó, đúng nào.
Đây là combo đồng hồ này, vòng đeo tay thông minh với cả tai nghe Chui LED rồi. Xong chúng ta có thể mua thêm một cái, thậm chí là một cái iPad cùi cùi nữa cũng được, tầm 4 triệu nữa đấy. 7 triệu tha hồ mà làm việc khác đúng không ạ? Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Tất cả những thông tin về S21 Ultra cũng như là iPhone 12 Pro Max, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả video và ghi comment, hoặc có thể truy cập vào website của Sounet. Cảm ơn bạn rất nhiều và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.